OK, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin vào ngày thứ sáu kết tuần để cùng nhìn nhận lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó thì Hùng Lê sẽ có một vài phân tích xu thế thị trường trong tuần mới và chúng ta sẽ điểm qua nhanh một số các cái mã cổ phiếu mà team của chúng ta đang liên tục theo dõi, đúng không ạ? Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể nói rằng team của chúng ta đã có một tuần rất là thành công trên những cái định lượng về thị trường chung và cũng trên định lượng về nhóm ngành, ví dụ như là nhóm ngành ngân hàng, ví dụ như là nhóm ngành thép, một số các cái mã cổ phiếu trụ vân vân. Thì trong trong bản tin video số 86, Hùng Lê đã có phân tích và định lượng tuần từ ngày 13 đến ngày 17 thì VN Index của chúng ta sẽ chạm lại ngưỡng 975 điểm và biên của thị trường thì từ 970 đến 980 điểm. Và đây là một cái bản tin, đây là những cái giá trị mà Hùng Lê chia sẻ cho tất cả những anh chị em đã về đồng hành cùng với team của Hùng Lê. Đúng, đồng hành với team của Hùng Lê. Thì đây là một cái bản tin thường nhật, một cái bản tin thường nhật vào tối ngày chủ nhật và một bản tin thường nhật vào tối ngày thứ tư. Bản tin tối ngày chủ nhật Hùng Lê sẽ list lại tất cả những cái nội dung mà Hùng Lê đã phân tích ở trên video, đúng không? Và sẽ đưa ra cho tất cả những anh chị của chúng ta những cái góc nhìn rất là cụ thể đó. Về kịch bản của VN Index, về kịch bản VN Index đầu tuần sẽ có xu hướng test lại vùng 960 đến 965 điểm. Sau đó sẽ công lại ở vùng 970 điểm và Hùng Lê kỳ vọng nến tuần sẽ đi vào vùng 975 điểm đến 985 điểm. Và quan trọng, quan điểm của Hùng Lê là thị trường của chúng ta có một tuần giao dịch khởi sắc và chúng ta tí nữa thì chúng ta sẽ nói đến cái nhận định của chúng ta. Còn đối với phái sinh thì sẽ long chạm vùng 885 điểm và sau đó sẽ test nhẹ ở vùng 875 điểm và xu thế của phái sinh là chen tăng là chủ đạo, vị thế long là chủ đạo đối với phái sinh. Hai cái nhận định rất là quan trọng và tiếp theo đó là nhận định về nhóm ngành thép thì vẫn là một cái nhóm ngành chủ đạo team của chúng ta. Hùng Lê đã phân tích nhóm ngành thép. Các anh chị, nếu những người đã đồng hành cùng với team của Hùng Lê thì đã biết rằng là Hùng Lê đã phân tích nhóm ngành thép từ thời điểm nào thì Hùng Lê sẽ không nhắc lại. Và bản thân về nhóm ngân hàng, nhóm ngân hàng thì trong tuần vừa rồi gần như chúng ta đã có một cái định lượng tuyệt đối về nhóm này. Đó là gì ạ? Ba phiên đầu tuần của tuần trước, đúng không ạ? Ba phiên tuần trước nhóm ngân hàng sẽ giảm và cái nhịp giảm đó sẽ kết thúc vào khoảng tầm thứ tư và ngân hàng sẽ bắt đầu có một nhịp hồi phục ở vào cái ngày thứ năm và thứ sáu. Sau đó thì cả một cái tuần vừa rồi sẽ là một cái tuần giao dịch thành công của nhóm ngành ngân hàng và chúng ta canh để chúng ta chốt lãi về nhóm ngành ngân hàng. Nhóm ngành dầu khí thì hiện tại là chúng ta cũng chưa có nhiều ở những cái sự kiện, đúng không ạ? Như nhiều những cái sự kiện và duy nhất chỉ có là Hùng Lê có phân tích lại cái mã cổ phiếu PVS. Nhóm ngành xây dựng thì Hùng có đánh giá rằng là hiện tại cái nhóm ngành này đang ở trong một cái downtrend dài hạn và chính vì vậy nên là những cái mã cổ phiếu đơn lẻ nó chạy nó sẽ không được mạnh, nó sẽ không được mạnh và nó chỉ có một vài mã đơn lẻ thôi. Nhóm ngành thủy sản thì chúng ta sẽ chú ý đến mã MPC thì tí nữa cũng sẽ phân tích, đúng không ạ? Nhóm ngành dệt may thì có mã cổ phiếu TNG chúng ta đã phân tích rồi và chúng ta sẽ đưa thêm trong tuần thì Hùng có đưa thêm mã cổ phiếu TCM vào. Các cái mã cổ phiếu trụ thì Hùng có đánh giá rằng là cái hướng tạo nền thành công sẽ hướng đến cổ phiếu Vinhome, cổ phiếu Vinamilk, cổ phiếu SAB, cổ phiếu BVH Bình Minh. Và trong đó thì Hùng đã có những cái đánh giá khá là chi tiết về Vinhome và Vinamilk. Và một số các cái mã cổ phiếu trụ thì đang đi về vào những vùng kháng cự mạnh, ví dụ PNG vùng 88 đến vùng 90, VDC sẽ vùng 150, MWG, VRE và các cái hàng đầu cơ và một số các cái mã cổ phiếu ví dụ như là đang đánh theo những cái team dài ví dụ như SKG, Super Đông Tiên Giang hoặc là DRC và Dabaco đó. Và trong một tuần thì rõ ràng trên team của Hùng Lê sẽ có rất nhiều những cái định lượng về các mã cổ phiếu, các mã cổ phiếu đó, ví dụ định lượng về HPC rất là dài luôn, định lượng về SKG, đúng không ạ, định lượng về SKG và rất rất nhiều định lượng về Vinhome đó, TNG đây, TCM ví dụ đây, đưa TCM vào danh mục quan sát và xem cái phản ứng của cổ phiếu ở nền 22 để chúng ta có những cái phân tích định lượng tiếp theo, ví dụ như vậy. TVB đúng không ạ, đã có những cái khuyến nghị về TVB và VN Index. Và đến
những cái trong trong ngày ấy, thì nó có rất nhiều DGW, BIT. Đó, và đối với mã cổ phiếu BIT thì như thế nào ạ? Trong tuần vừa rồi Hùng đã có bẻ cái kịch bản của mã cổ phiếu BIT ở ngày bao nhiêu đấy ạ? Ngày 14 tháng 1 các anh chị nhé, thì Hùng đã có bẻ cổ phiếu BIT ngày 14 tháng 1, chúng ta sẽ ngày 14 tháng 1 chính là ngày thứ tư. Thì BIT đang có hai cây nến không gãy nền 50 và thêm một cây nữa để kiểm tra sức khỏe của em này. Và để mà không bị nhỡ thì điểm mua 1 có thể tính toán ở vùng 50 và điểm mua 2 thì nếu như trường hợp gãy 50 thì có thể 48 chúng ta sẽ kết hợp với hai điểm mua này. Thì nếu như chúng ta bị sai xu thế thì chúng ta cắt lỗ và target tiếp theo của BIT ở vùng giá 55. Đó, rất nhiều những cái định lượng, thì những cái định lượng này thì Hùng Lê dành cho tất cả những anh chị em đã về với team của Hùng Lê để đồng hành cùng với Hùng Lê. Khi về team của Hùng Lê thì một số các anh chị mới về thì anh chị có hỏi là Hùng Lê có thu phí không, thì Hùng Lê không có thu phí, là chúng ta về với VPS, về với team Hùng Lê để cùng đồng hành và cùng phát triển. Đó, DHC và một số tất cả những cái định lượng thì nó sẽ làm hết ở đây. Và chúng ta sẽ xem cái định lượng của Hùng Lê ở tối ngày thứ tư, tức là ngày 15, chúng sẽ xem ngày 15 hết ngày 15 thì thường là tối ngày thứ tư thì Hùng Lê sẽ có một cái bản tin định lượng đây các anh chị. Tối ngày 15 thì như thường lệ tối ngày thứ tư thì Hùng sẽ đánh giá, tức là cái buổi ngày thứ tư, cái tác dụng của buổi ngày thứ tư là chúng ta xào nấu lại những cái định lượng của chúng ta, xem là cái định lượng của chúng ta có đúng không. Nếu không đúng thì chúng ta cần phải bẻ cái kịch bản, bởi vì kịch bản của Hùng Lê phân tích là kịch bản nến tuần và trong một tuần. Vậy thì tối thứ tư Hùng sẽ tiếp tục đó và đánh giá về VN 3 phiên đầu tuần với 965 vôn cực thấp, đó 150 triệu, và trên những cái tâm lý tích cực đó, trên biểu đồ xu thế đó, Hùng Lê hay phân tích trên biểu đồ xu thế, biểu đồ tâm lý để đánh giá cái cung cầu. Tức là tâm lý là gì? Khi cung lớn vượt cầu thì thị trường của chúng ta sẽ tốt lên. Đấy là chính là tâm lý. Và để đánh giá tâm lý này thì Hùng Lê đã phải quan sát, gần như là quan sát toàn bộ thị trường từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 6 giao dịch. Mặc dù là Hùng Lê ít xuất hiện ở trên Zoom, nhưng Hùng Lê sẽ có những cái cung giờ, sẽ có những cái thời điểm Hùng Lê cần phải quan sát, thì Hùng Lê sẽ quan sát những cái việc đó. Và phái sinh thì đã như thế này, đúng không? Và các cái nhóm ngành thì Hùng Lê tiếp tục Hùng Lê sẽ tiếp tục đánh giá lại một số các cái mã cổ phiếu, ví dụ như VGI vân vân và vân vân. Đó, thì đấy là cái kịch bản của Hùng Lê đưa ra, và chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ view lại ở trên thị trường của chúng ta. Cái điểm xanh này chính là cái điểm mà Hùng Lê bắt đầu ra bản tin, kết thúc cái điểm này thì Hùng Lê ra bản tin video số 86. Các cái điểm test chỉnh cực kỳ đẹp ở vùng 965 không bị gãy, và sau đó thì Hùng Lê ngày thứ tư thì Hùng Lê có đánh giá rằng là VN Index, cái kịch bản chúng ta sẽ đánh chạm về vùng 975 đến 980 điểm là cái kịch bản chúng ta sẽ không thay đổi. Và trên thực tế thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy rằng là VN Index của chúng ta đã chạm vùng 980, mặc dù là đóng ở nến tuần ở 978, suýt soát là không giữ được ở mốc cao nhất, chứ nếu mà giữ được mốc cao nhất thì nó sẽ đúng, gần như là đúng với cái biên của chúng ta, đúng không? Cái biên định lượng của chúng ta là 975 điểm đến 980 điểm. Đối với VN Index và đối với hợp đồng phái sinh thì ở đây các anh chị hẳn là các anh chị sẽ nhìn thấy, các anh chị cứ xem lại một cái video số 86 đi, Hùng Lê đã vẽ định lượng sẵn một cái cây nến xanh của phái sinh. Đây, vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Tức là Hùng Lê dự báo rằng phái sinh sẽ có những nhịp test lại đây, và từ những nhịp test lại này thì phái sinh sẽ có những phiên đánh lại về vùng 985 điểm, và sau đó thì sẽ có một cây nến ngồi xanh rất là mạnh kéo buông qua để phá cái kháng cự này, và chính là cây nến mà đáo hạn hợp đồng phái sinh hôm ngày thứ năm. Thì bản thân là trong cái bản tin vào tối ngày thứ tư thì Hùng Lê cũng có định lượng luôn cả phái sinh đó, phái sinh đây, và mọi người đang lo là phái sinh ngày mai thì sẽ như thế nào, thì Hùng đã có dự đoán là trong cái đáo hạn ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh này thì đội long sẽ bắt đồ sọt đấy, để cùng với VN Index là cắm qua mốc 970 điểm, và như vậy thì nó hà vào hai bên đó. Thì buổi ngày tối ngày thứ tư thì Hùng Lê đã có những cái định lượng về phái sinh như vậy, và thực tế thì là phái sinh đã cắm qua vùng 885 điểm và về đến cái vùng mục tiêu của Hùng Lê đây, 890 điểm đó, 890 điểm. Thì chúng ta đã có một tuần phân tích khá là tuyệt vời, và trong team của Hùng Lê thì một số các tài khoản các anh chị cũng đã canh chốt ở trong cái thời điểm vừa qua. Và bây giờ thì Hùng Lê sẽ đi phân tích và đánh giá xu thế thị trường trong tuần mới, đó là những cái định lượng
Đây là những cái định lượng mà Hùng Lê view lại ở trong tuần vừa rồi. Ok, chúng ta sẽ đi phân tích một vài các cái mã cổ phiếu đầu ngành, đúng không ạ? Một vài các cái mã cổ phiếu đầu ngành. VIX thì hiện tại đó, một nền đi ngang và chưa có những cái điều gì thay đổi, và Hùng Lê vẫn kỳ vọng rằng VIX sẽ không bị gãy cái nền đây các anh chị, vẫy cùng 14 11 16 để ổn định thị trường thôi. Vinhome, mà bản thân Vinhome thì Hùng Lê đã có những cái đánh giá những cái tín hiệu tạo nền của Vinhome ở đây. Những cái tín hiệu tạo nền của Vinhome ở đây ở vùng 82 đến vùng 84 khá là thành công. Tuy nhiên là Vinhome sau một cái nhịp đánh lên như này, thực ra cây nến của ngày thứ 6 Vinhome hơi bị đuối. Vinhome đóng cửa được ở vùng giá 88 thì nó sẽ đạt hơn. Mặc dù vậy thì Vinhome vẫn đang có những cái nhịp test lại ở vùng 86 khá là ổn, khá là ổn. Với kịch bản hiện tại thì Vinhome sang tuần tới thì các anh chị mà đang nắm giữ mã cổ phiếu Vinhome trong tài khoản Hùng Lê, một số tài khoản đang nắm giữ đã mua và đã đảo hàng, đã thực hiện mua và đảo hàng ở đây, thì Vinhome có thể test sâu hơn ở vùng 85.5 trước khi mà hình thành một cái nhịp tăng ở đây. Tức là cái nhịp tăng Hùng Lê đánh giá rằng là từ đây và sẽ đánh chạm lại vùng 90, và Hùng đang hướng đến các nhà đầu tư trong team của Hùng Lê là sẽ chốt lời ở ngưỡng 90. Đó, sẽ chốt lời ở ngưỡng 90. Ok, đối với Vinhome. VRE đã đây, cái kháng cự của VRE ở đây thì vùng 35, và bản thân thì trong các cái bản tin liên tục ở đây thì Hùng Lê có định lượng là cái nhịp tăng này của VRE không thuyết phục. Các anh chị cứ xem lại những bản tin trước của Hùng Lê, những nhịp tăng này của VRE không thuyết phục, và chính vì tăng không thuyết phục nên VRE đã ngay lập tức là khi chạm đến vùng 34 thì ngay lập tức VRE đã rơi. Cái lý do tăng không thuyết phục thì Hùng Lê không nói lại nữa. Các anh chị có thể xem lại các bản tin trước, bởi vì những cái bản tin của Hùng Lê nó là một cái mạch nước và nó liên tục chảy. Đấy, nó chảy từ tuần này qua tuần khác như vậy. Thì với xu thế hiện tại của VRE thì VRE bị phá hỗ trợ 33 trong ngắn hạn này, thì cơ bản là cổ phiếu này lại lình trình lại ở cái vùng 32, thậm chí sâu hơn có thể về vùng 31.5. Trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta nhìn thấy là VRE không thực sự là tích cực, chính vì vậy nên là chúng ta cũng tạm thời, nếu như những cái giao dịch ngắn hạn lướt sóng tạm thời chúng ta chưa tham gia đối với cổ phiếu VRE. SAB thì như nào? SAB thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng và kỳ vọng rằng SAB sẽ có những cái tín hiệu tạo nền ở vùng 220. Ở trên cái xu thế hiện tại thì SAB đã có một nhịp hồi phục lên vùng 234.5 và chạm về đây là cái vùng ở đây là vùng 237. Khi chạm về vùng 237, thậm chí thấp hơn một tí ở dưới này là khoảng vùng 236. Khi chạm về khoảng vùng 236 thì SAB sẽ có những cái rung rũ ở đây, và những cái rung rũ ở đây hiện tại Hùng Lê đánh giá rất là đẹp luôn, và sẽ kỳ vọng là SAB sẽ có một cái nhịp đánh lình trình ở đây trước khi mà dòng tiền quay trở lại các anh chị nhé. Dòng tiền sẽ quay trở lại ngay và luôn thôi, nó sẽ không còn thời gian nữa đâu. Và nhịp này thì Hùng đánh giá rằng SAB sẽ chạm về vùng 250 để ủng hộ xu thế chung của thị trường. Điểm mua thì Hùng không khuyến khích các anh chị đánh những mã cổ phiếu này, bởi vì những mã cổ phiếu này nó mang cái tính chất tạo lập là nhiều. Vinamilk thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua rồi. Vinamilk thì đã khuyến nghị mua. Và tại sao mua? Vinamilk thì đã có những cái vùng ở đây Hùng đánh giá là ở vùng 116.5 và cái biên ở vùng 115 đến vùng 118. Đây là những cái biên rất là tốt của Vinamilk, và những cái điểm quanh vùng 116.5 đó là những cái điểm vị thế mua gom. Và chúng ta hãy chờ như nào, chờ khi Vinamilk đánh vượt thoát cái vùng ở đây. Hùng đang căng ở khoảng cái vùng vượt thoát Vinamilk, vượt thoát ở đây khoảng vùng giá 119.5 thì chúng ta sẽ mở mua hết đối với mã cổ phiếu Vinamilk sau khi chúng ta đã có vị thế. Và mục tiêu vẫn không thay đổi đối với Vinamilk ở trong nhịp đánh này, từ vùng 116.5 đánh chạm target 1 vùng 124, target 2 ở vùng khoảng 129 đến vùng 130 đối với mã cổ phiếu Vinamilk. VDC cũng là một cái mã cổ phiếu mà rõ ràng là chúng ta đã rất là phân tích rất là dài rồi. Nó dài kinh khủng đấy anh chị, nó dài đâu đó từ cái đoạn ở đâu đó dưới này. Và đến thời điểm hiện tại thì Hùng vẫn đang giữ nguyên cái vị thế của VDC, và trong những cái tài khoản của Hùng Lê nắm giữ thì vẫn đang nguyên anh chị, để Hùng tìm cho anh chị, để Hùng chứng minh cho anh chị luôn VDC. Đây
khi các anh chị về với team của Lê thì các anh chị ngoài cái việc các anh chị nhận những cái team ở trên những cái team chung thì sẽ có những đây ví dụ đây là một nhà đầu tư có hỏi Hùng Lê là theo chú thì có nên bán con VTC không. Đó thì Hùng Lê đã khuyến nghị là chúng ta chưa bán. Tại vì sao? Thì nó sẽ có những cái lý do đấy. Thì các anh chị về với team Hùng Lê, ngoài việc chúng ta nhận ở những cái thông tin chung thì khi đó thì Hùng có đánh giá rằng là ở cái điểm ở đây là điểm 145, các anh chị, một điểm 145 VTC vẫn không gãy, và sau một cái nhịp đánh như này thì Hùng có quan sát cung cầu, tạm gọi là quan sát về mặt tâm lý hành vi. Tâm lý hành vi nó sẽ quyết định, tâm lý hành vi nó sẽ quyết định xu thế của cổ phiếu. Đó. Và VTC thì Hùng đánh giá rằng Hùng sẽ khuyến nghị nhà đầu tư là chúng ta sẽ ra một phần ở vùng 150 và sau đó thì sẽ tiếp tục ra một phần ở khoảng vùng 155. Về cơ bản là trong giai đoạn hiện tại thì kỳ vọng là VTC khả năng mắc là sẽ chạm vùng 155. Tuy nhiên là để có chạm được hay không thì đầu tiên phải công cái vùng 150 đã. Công một vùng 150, ví dụ như là nó sẽ kéo xanh qua vùng 150 một tí. Đó, cái kịch bản đi của cổ phiếu nó vậy, nó sẽ chỉnh giảm đỏ đi. Đó, chạm lại vùng 130 thì lại mới kéo tiếp được. Tức là chứ không phải là cổ phiếu cứ cắm đầu cắm cổ nó đi đâu. Đó, kịch bản VTC như vậy. Các cái điểm mua của VTC thì gần như bây giờ nó không còn anh chị nhé, gần như là những cái tài khoản đã mua từ rất là lâu rồi. BVH trong giai đoạn hiện tại thì BVH đang có những cái dấu hiệu tạo nền thôi, và cái xu thế tạo nền ở đây thì chúng ta sẽ cần phải chờ vùng 65. Đó, cổ phiếu đánh dẫn lên và sau đó thì đánh cục xuống và cục lên cục xuống, và thậm chí là cổ phiếu nó cứ đánh dòng dã như này và nó đi đến một cái hồi nào đó. Giống như trong phim gì các anh chị nhỉ, không nhớ lắm, phim giã sử gọi là hồi thứ nhất, hồi thứ hai và đến hồi thứ bao nhiêu, thì đây là đang hồi thứ nhất và chúng ta sẽ chờ đến hồi thứ bao nhiêu thì chúng ta sẽ bắt đầu mua, thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng, một phần là trên kênh YouTube và một phần sẽ là trên team Zalo. Thì bản thân BVH hiện tại Hùng Lê đánh giá rằng BVH đang đi ngang ở trong biên ở vùng 65 đến vùng 67 và chúng ta kỳ vọng BVH sẽ xây nền ở đây. Và có xây nền thành công hay không thì Hùng sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo, nhưng về cơ bản thì cơ bản là khả năng là vùng này sẽ xây nền thành công, và chúng ta sẽ có những phân tích định lượng sau. Mansan, đối với Mansan thì như thế nào? Đối với Mansan thì Hùng có đánh giá rằng là Mansan sẽ có một cái vùng tích lũy hỗ trợ đây ở vùng 55 đến vùng 55.5. Phiên kết tuần thì Mansan đã đóng ở một cây nến khá là xấu, chạm về vùng 55 sau một cái nhịp tăng lên như này và Mansan đã không giữ được đà. Thì Mansan đang có nhịp đóng lại ở vùng 55 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát Mansan, bởi vì là hiện tại thì cái xu thế dòng tiền nó đang bị yếu, và trường hợp nếu như mà Mansan bị gãy ở vùng 55 thì chúng ta sẽ phải bán Mansan, bởi vì khi Mansan đã gãy vùng 55 thì đồng nghĩa với việc là cái xu thế tạo nền ở đây nó sẽ chưa hình thành được và cổ phiếu nó sẽ có xu thế đạp trả lại về vùng 50. Thì tùy cái kịch bản của cổ phiếu và chúng ta sẽ quan sát lại Mansan ở cái vùng thứ hai, phiên ngày thứ hai, để chúng ta xem được là Mansan có trụ được không. Tức là phiên thứ hai nếu như là Mansan có một cây nến xanh nó lấp hết lại toàn bộ cái gap này thì nó sẽ rất ok, nhưng ngược lại là nếu như mà không lấp được lại hết thì như vậy là chúng ta lại cần phải có những cái kịch bản để chúng ta thay đổi cái tài khoản mà đang nắm giữ Mansan, thì chúng ta sẽ lưu ý cái việc này. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu MWG. Đối với MWG trong kịch bản mà chúng ta phân tích thì Hùng cũng đã phân tích ở bên kia con dốc rồi. Bây giờ chúng ta phân tích bên này con dốc. Thì vùng kháng cự ngắn của MWG ở vùng 120. Trong những cái nhịp điểm đánh ở đây, MWG không bị gãy vùng 113. MWG không bị gãy vùng 113 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng ở đây. Trong những cái giai đoạn mà MWG tích lũy đây, không gãy ở vùng này thì cái cơ hội để MWG đi về vùng giá 120 là còn. Ngược lại khi mà gãy vùng 100
Khi mà gãy vùng 113 thì cổ phiếu MVKB lại tiếp tục có một cái xu thế kiểm tra lại vùng 110. Nếu gãy vùng 110 thì coi như là hết. Gãy vùng 110 thì đây, vùng đã đấy. Thì những cái kịch bản này là những cái kịch bản trong tương lai các anh chị nhé. Không có một cái giáo trình nào, không có một cái công cụ nào, không có một cái sách vở nào để đưa ra những cái này cả. Đó, và Hùng Lê đưa ra thì nó sẽ có đúng và nó sẽ có sai. Và chúng ta căn cứ cái tình hình thực tế để chúng ta hành động, nếu như đúng thì chúng ta sẽ làm như thế nào và sai thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Hùng Lê chia sẻ một cái quan điểm như thế, nó xuyên suốt toàn bộ cái chiều dài lịch sử như thế thì để chúng ta hình dung. Đó, hình dung. Tín hiệu hiện tại của MVKG thì Hùng Lê đánh giá là đang tích cực trở lại khi mà vùng 113 không bị gãy, và cái tín hiệu dòng tiền thì đang có xu thế để đánh lên, thì cái cơ hội mà sang tuần và có thể là ra Tết MVKG quay trở lại vùng ở đây là vùng 120 thì vẫn còn, vùng 119. Vùng 119 đến vùng 120 thì vẫn còn, và những cái tài khoản mà đang có MVKG thì chúng ta cũng phải canh để chúng ta ra hàng dần ở cái vùng này. Điểm mua không còn. PNG. Đối với PNG thì chúng ta thấy không ạ? Đó, những cái kịch bản mà chúng ta đi phân tích định lượng từ vùng ở đây là vùng 78.5. Nhịp 78.5 này sẽ đánh chạm vùng 88 thì target 88 đã hoàn thành xong. Từ target 88 này hoàn thành xong thì Hùng Lê có đánh giá tiếp theo ở vùng 85. Định lượng PNG ở vùng 85. Và nếu như chúng ta xem đây là bản tin video số 85, đây là bản tin video số 86. Thì nếu như trong cái bản tin video số 86 thì Hùng Lê đã có phân tích định lượng về cái kịch bản là 85, bản tin 85 là định lượng về kịch bản là PNG không chỉnh mà không gãy vùng 85 thì cái cơ hội mà để PNG đi tiếp về đâu? Vùng 100. Vùng 100 là còn, và để đi đến vùng 100 thì cái vùng kháng cự dày của cổ phiếu ở đây, vùng giá 88 đến vùng giá 90 thì hiện tại PNG đã xuyên qua với một cái lực cầu rất là mạnh. Và bản thân khi Hùng Lê phân tích định lượng PNG thì Hùng có đánh giá rằng mã cổ phiếu PNG đang thỏa mãn các cái điều kiện của sóng trung hạn, sóng dài. Thì sóng dài và sóng trung hạn đó là sóng của 3 tháng đến 6 tháng và dài có nghĩa là khoảng tầm 1 năm. Thì PNG đang thỏa mãn những cái điều kiện đó. Và với một cái lực đánh hiện tại, với một cái cách đi như hiện tại thì Hùng đánh giá rằng target tiếp theo của PNG, Hùng Lê đã phân tích từ rất là sớm ở đây, ở vùng giá 100 sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên để đi đến vùng giá 100 thì theo Hùng thì nó sẽ kéo lên khoảng vùng giá 94. Khỏe thì sẽ kéo lên khoảng vùng 94. Sau đó thì cổ phiếu sẽ đập lại nền 90. Đó, đập lại nền 90 và từ đây thì, và thậm chí là không thể sâu lên nền 90 và từ đây thì sẽ kéo tiếp. PNG là một mã cổ phiếu đang rất là đẹp, và đối với những cái tài khoản đang có vị thế thì một phần là các anh chị có thể canh ở chốt ở cái vùng này và chờ cổ phiếu chỉnh lại thì chúng ta sẽ mua tiếp. Nếu như đúng với kịch bản như thế này thì chúng ta sẽ mua tiếp ở quanh vùng 90 và sau đó thì chúng ta sẽ chờ tốt chốt ở target vùng 100 đối với cổ phiếu PNG. Bình Minh, cổ phiếu ngành nhựa BMP. Từ khi về tay người Thái thì Bình Minh có vẻ hơi yếu đuối. Thôi không sao cả. Bình Minh cũng là một cái mã cổ phiếu Hùng Lê đánh giá và định lượng theo những kênh xu thế, theo những cái trend dài, chứ còn không phân tích được theo trend ngày. Thì bản thân là Bình Minh, sau khi mà Bình Minh đã chạm về vùng 54 ở đây này, các anh chị, vùng 54 là một vùng kháng cự dày thì Bình Minh đã có những cái nhịp test chỉnh ở đây và Hùng Lê đang phân tích ở vùng giá định lượng ở vùng 44. Địa biên tích lũy ở vùng 45 đến vùng 46 thì hiện tại là Bình Minh đang có những nhịp đánh lên, dẫn lên, trả xuống, dẫn lên, trả xuống, và những cái nhịp dẫn lên, trả xuống này thì khả năng với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta sẽ phải ra Tết. Tức là ăn Tết xong thì có thể Bình Minh nó mới kết thúc được những cái nhịp này. Đó, giảm và sau đó thì Bình Minh mới có được những cái nhịp đánh lên trên này. Thì đối với những tài khoản mà chúng ta đang có giữ Bình Minh thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu của Hùng Lê ở trên Zoom. Khi nào Hùng Lê sẽ bảo mua thêm để chúng ta gia tăng tỷ trọng. Đấy là lúc mà Bình Minh đã hình thành xong được, thành công được cái nhịp test chỉnh ở đây thì Hùng Lê sẽ có những cái khuyến nghị để dành cho các anh chị. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu MG. MG này là một cái em cũng rất là hay. Hay ở chỗ là G thì nó cũng là một cái mã cổ phiếu nó khá là đa ngành nghề. Các anh chị có thể xem lại ở những ngành nghề nó gọi là có những ngành nghề tiêu dùng. Ví dụ như là nó có cổ phần tại các cái công ty nước sạch,
rồi nó có thuê cho thuê văn phòng, rồi nó có hoạt động về xây lắp vân vân và vân vân, cơ điện lạnh mà nó cũng khá là đa ngành nghề, nên chính vì cái việc đa ngành nghề nên là cái rủi ro nó sẽ thấp hơn các anh chị. Ví dụ như cái lúc mà ngành điện nó xấu đi chẳng hạn thì nó sẽ có những ngành khác nó bù đó. Và với một cái nữa là Duy nó có một cái những cái cổ phần rất lớn ở nhà máy nước Thủ Đức nếu Hùng Lê nhớ không nhầm, thì đấy là những yếu tố rất là hay để đánh Duy ở một cái xu thế chung và dài hạn. Và để đánh xu thế chung và dài hạn thì Hùng đang kỳ vọng Duy ở vùng giá 34. Duy lại đang có những nhịp công lại ở vùng kháng cự ở đây, có những cái vùng kháng cự ở đây. Vùng kháng cự đây là vùng giá 37. Duy lại đang có những cái vùng công kháng cự ở đây thì chúng ta sẽ quan sát lại, nhưng mà khả năng thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Duy thì cũng Duy sẽ chưa chạy được đâu. Có chạy được thì phải ra năm Duy mới chạy được. Nên là chúng ta cứ bình tĩnh thôi, chúng ta kiên nhẫn. FPT. Đối với FPT thì chúng ta đã có những cái phân tích định lượng của FPT ở cái vùng ở đây là vùng 57. Không gãy vùng 57 hoặc là thậm chí là nó thấp hơn một tí ở đây này, nó đang tạo thành cái biên đây. Hoặc vùng 56.7 ở đây. Thì kịch bản nếu như mà trong cái kịch bản video số 86 Hùng đấy có phân tích, nếu tại nền 57 này nó bị gãy thì chúng ta bán, bởi vì khi đó thì như vậy là nó sẽ có những cái xu thế để trả lại những cái vùng nền thấp hơn ở đây, vùng 53 đến vùng 54. Còn nếu trường hợp mà nó không bị gãy nền này thì chúng ta vẫn có thể có những cái cơ hội để chúng ta chốt lại ở vùng 59. Bản thân thì giai đoạn hiện tại thì Hùng đấy đánh giá rằng là FPT đang có một cái quá trình phân phối, tất nhiên là nó phân phối chậm. Nó phân phối chậm và có thể khi nó phân phối hết thì bắt đầu nó mới rơi gãy mạnh. Nên là đối với những cái tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ FPT thì chúng ta cũng phải linh động, chú ý. Novaland thì như thế nào? Novaland thì không có gì xuất sắc. Vùng hỗ trợ 55, đánh đâu đó chạm lên kháng cự thì lại ao hàng, đánh những nhịp ngắn. Chúng ta cùng phân tích một số các mã cổ phiếu về ngành dầu khí GAT. Đối với GAT thì đây, chúng ta sẽ xem lại cái kịch bản chúng ta phân tích định lượng. Kịch bản phân tích định lượng của GAT dài hơn, đấy là những cái thời điểm mà GAT đang neo giữ được ở khoảng vùng 97 đến vùng 100 ở đây thì cũng có định lượng về một cái kịch bản là GAT có thể đánh một cái sóng dài. Tuy nhiên là khi GAT đã có những cái tín hiệu kỹ thuật bị gãy thì Hùng Lê có đánh giá rằng là như vậy là hỏng rồi. Và hỏng thì nó sẽ hỏng như thế nào? Ở vùng 95, nếu như gãy ở vùng 95 này thì GAT sẽ có xu thế chạm về những cái vùng thấp hơn ở dưới này, có thể là vùng 85 đến vùng 86 ở đây. Thì về cơ bản là những cái xu thế hiện tại của GAT thì GAT đang thiên về kịch bản giảm giá. Những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm GAT thì chúng ta cũng, nếu mà tỷ trọng lớn thì chúng ta cũng nên canh ra bớt, bởi vì khả năng là cổ phiếu nó sẽ test lại vùng nền ở đây, tức là vùng nền 85 mà không giữ được thì khả năng là cổ phiếu lại quay lại về vùng 80. Như vậy là cũng còn một cái mức giảm tương đối của GAT. PVD. Đối với PVD thì chúng ta cũng đã có những cái kịch bản của PVD ở đây, vùng kháng cự đây, hồi lên đây hồi 16, trả lại đây. Trả lại vùng 14.7. và hồi lên được một tí xong rồi thì PVD lại tiếp tục hành trình đi xuống. Thì đấy là những cái kịch bản chúng ta đã vẽ dần ra, và bản thân thì PVD vẫn đang ở trong một cái quá trình giảm dài. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng không nên tham gia bắt đáy, chúng ta sẽ chờ khi những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu tạo nền xong thì chúng ta sẽ tham gia. PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đối với PVS thì trong kịch bản của tuần trước thì Hùng Lê có bẻ cái kịch bản PVS. Nhịp đánh này thì PVS có thể chạm về maximum ở đây vùng 20, sau đó thì sẽ chỉnh giảm lại thì những cái nhịp test của PVS không gãy vùng 18, những cái vùng không gãy vùng 18 ở đây, và sau đó lấy lại được công lại được cái vùng 18, tích lũy được vùng 18 thành công, thì khi đó thì PVS sẽ có một cái nhịp mà gọi là có một cái miếng đánh mới. Thì từ đây nó lại đánh lại về vùng, chạm lại về vùng 20 đến vùng 20.5. Thì đây là kịch bản mà chúng ta đã đề ra. Về cơ bản hiện tại thì PVS
xu thế hiện tại như thế này thì PVS vẫn đang ổn và chúng ta sẽ chờ một cái phiên mà có một cái lực cầu kéo PVS qua vùng giá 18 thì chúng ta có thể mở mua đối với PVS. Chúng ta cùng đi phân tích mã cổ phiếu Vietcombank. Vietcombank thì quá là tuyệt vời đối với những anh chị trong team của Hùng Lê. Vietcombank sau khi mà Vietcombank đã đánh về vùng 90 thì Hùng đã có những cái nhịp phân tích của Vietcombank ở đây. Nhịp này là nhịp đầu tiên các anh chị nhé. Nhịp này thì nó lại rơi vào khoảng 5 video trước khi mà Vietcombank chạm về vùng hỗ trợ 80 đến 82 không gãy thì Hùng đã có những đánh giá về Vietcombank sẽ đánh chạm vùng 90. Ok, chạm vùng 90 xong thì sẽ có những nhịp test chỉnh ở đây. Đây là vùng 85 và ở đây là vùng 87.5. Thì Hùng Lê có đánh giá rằng ở vùng 87.5 nếu cổ phiếu tích lũy lại được thì cái nhịp hồi phục tiếp theo, target tiếp theo ở vùng 95. Đây này, Hùng đã có phân tích đây. Còn ngược lại nếu vùng 85 mà nó bị gãy một tí thì cùng lắm thì nó cũng chỉnh lại về vùng đây thôi. Đó là vùng 85. Đó, vùng đây vùng 87.5 anh chị nhé. Thì kịch bản mà Hùng Lê đã có phân tích về Vietcombank đó là target của Vietcombank tiếp theo ở vùng giá 95 thì đã suy soát được anh chị, suy soát được ở vùng 94.5. Và chúng ta sẽ quan sát tiếp phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới để chúng ta có những cái định lượng đường đi tiếp theo. Thì đối với những cái tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ Vietcombank thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta ra bớt một phần ở Vietcombank ở vùng giá 95. Thì kịch bản là có thể Vietcombank sẽ kéo vượt qua vùng 95 một tí. Đó, vượt qua vùng 95 một tí và sẽ tích lũy ở một cái điểm ở đâu đây thì Hùng sẽ phân tích ở trên Zalo anh chị nhé. Bởi vì bây giờ Hùng chưa thể có định lượng được. Hùng chưa có định lượng được ở vùng 93.5 hoặc là vùng bao nhiêu, sẽ có một cái vùng định lượng ở đây. Và Hùng Lê sẽ tiếp tục quan sát cái vùng định lượng, nó cũng giống như ở vùng định lượng ở dưới này và cũng giống như vùng định lượng ở đây để có thể có được cái target tiếp theo của Vietcombank ở vùng giá 100 hay không. Đó, để có được vùng 100 hay không thì chúng ta lại cần phải chờ. Đó, những cái mạch nước của chúng ta nó sẽ chảy liên tục như vậy và chúng ta sẽ chờ 100. Và cái kịch bản cao là Vietcombank sẽ chạy nước rút về 100. Kịch bản cao là Vietcombank sẽ chạy nước rút về 100. Trước khi có những nhịp phân phối, chắc chắn là nó sẽ phân phối rồi, nhưng mà trước khi mà đang bên này con dốc thì chúng ta cứ xông lên thôi. Đó, đối với Vietcombank, ok. Đối với BID, BID. Đối với BID thì trong phần định lượng của bản tin video số 86, khi BID đã chạm về vùng 52 thì Hùng Lê tiếp tục có những phân tích định lượng về BID sẽ đánh trả lại về vùng 50. Đánh trả về vùng 50 tích lũy thành công và target tiếp theo của BID ở vùng giá 55. Và Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng ở trên team Zalo về cái kịch bản của BID không thay đổi. Đến thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ không thay đổi đối với kịch bản BID, và target của BID thì vẫn đang hướng về mục tiêu ở vùng giá 55 đối với mã cổ phiếu BID. Ở những cái điểm mua thì không còn được anh chị nhé. Những cái điểm mua chính là những cái điểm mà Hùng Lê phân tích ở đây, những cái điểm mà cổ phiếu BID test chỉnh ấy, thì chúng ta mua. Và trong cái kịch bản của BID thì có một cái kịch bản nó sâu hơn ở vùng 48.5, nhưng mà vùng giá này thì gần như nó đã không về đến nơi, nó chỉ về đến vùng 50 thôi. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu ACB. Thì đối với ACB trong tuần vừa rồi thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị mở mua ở vùng giá 23.2 khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật, khi mà ACB có những cái tín hiệu kỹ thuật tạo nền ở đây và có nhịp bứt phá bay lên, thì Hùng đánh giá rằng từ vùng 23.2 này thì ACB cũng chỉ đánh một cái nhịp ngắn thôi. Trong giai đoạn hiện tại thì gần như ACB cũng không có nhiều cái cơ hội, gọi là chúng ta đánh T cộng đối với mã cổ phiếu ACB thôi. Và mắc thì cũng chạm được khoảng vùng 24.5, bởi vì cổ phiếu ACB thì nó cũng khá là nặng và nó cũng là mã cổ phiếu chạy sau khi mà nhóm ngành ngân hàng của chúng ta đang đi vào những cái vùng kháng cự rất là mạnh. MBB. Đối với MBB thì Hùng cũng đã có khuyến nghị mua ở trên team khi MBB có những cái dấu hiệu vượt cái vùng ở vùng 24.5 này thì cái đích đến tiếp theo của MBB có thể MBB sẽ chạm lại vùng 22.5.
mạnh hơn thì có thể chạm đến vùng 23. Tuy nhiên là đối với MBB thì trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở vùng 22.5 trước. Sau một cây nến đánh xanh rất là mạnh đây thì những cái tín hiệu test kỹ thuật của MBB rất là đẹp ở đây, và MBB sẽ cần thêm khoảng 2 phiên nữa. Tức là trước Tết thì khả năng là MBB chưa tăng mạnh được anh chị nhé. Trước Tết thì MBB sẽ chưa tăng mạnh được và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu sau Tết, và MBB có thể test lại ở vùng 21.8. Vùng 21.8 ở đây, có những vùng 21.8 ở đây. Khả năng là sẽ test lại ở vùng này và từ đây thì sẽ có hình thành một cái nhịp tăng của MBB. Thì về cơ bản là những cái tài khoản nào mà chúng ta đang có vị thế MBB hoặc đang muốn giải ngân MBB thì chúng ta sẽ canh ở tuần tới, có thể canh để chúng ta giải ngân MBB được. Còn trong team của Hùng Lê thì Hùng Lê đã khuyến nghị mua rồi. Mã cổ phiếu công thương CTG. Đối với công thương thì chúng ta có những phân tích định lượng ở vùng 19.5 đến vùng 20. Sau đó thì sẽ có những cái target ở vùng 22 và tiếp theo target ở vùng 24. Thì đến kết thúc cái bản tin tuần, trước thì Hùng chỉ đánh giá rằng đến vùng 24 là mắc. Tuy nhiên là cây nến ngày thứ năm thì công thương đã đánh chạm về vùng 25, tức là nó mạnh hơn so với cái việc mà chúng ta dự báo. Thì đấy là cũng là một cái câu chuyện rất là bình thường thôi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta dự báo trước thì với xu thế hiện tại của công thương thì công thương đã xem là chúng ta sẽ xem là công thương đã tạo xong cái nền nền trung hạn chưa? Tức là cái nền này là nền trung hạn. Công thương nó đang đi khá giống với lại cổ phiếu Hòa Phát. Đang đi khá khá giống với cổ phiếu Hòa Phát. Hai tuần công thương đánh lên rất là mạnh như này thì chúng ta sẽ có một cái nhịp ở đây. Công thương sẽ có những nhịp lấp lại cáp ở đây. Sau khi có những nhịp lấp cáp ở đây thì target tiếp theo của công thương, trong nhịp này công thương sẽ đánh mạnh đấy, lên vùng 26 rũ, và rũ xong thì như vậy là công thương đâu đó là công thương sẽ bước vào một cái sóng trung hạn. Và có sóng trung hạn hay không thì Hùng Lê sẽ tiếp tục phân tích và cập nhật lại, đập trả lại đây trước khi hình thành một cái nhịp trung hạn ở bên này, khả năng là như vậy. Bởi vì công thương đã có một cái nhịp tích lũy rất là dài anh chị nhé, tích lũy rất là dài rồi thì chúng ta sẽ chờ, và khả năng thì công thương sẽ là trở thành một cái mã cổ phiếu mà lít dòng ngân hàng, nó giống như cổ phiếu BID đấy các anh chị. Khi Hùng Lê phân tích mã cổ phiếu BID và Vietcombank sẽ là hai mã cổ phiếu mà lít dòng ngân hàng ấy. Những cái định lượng đó thì nó rất là xa rồi, nó quá khứ rất là xa rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn ngó đến công thương, và để có những cái định lượng đó thì Hùng Lê cần thêm cái dữ liệu về công thương. Techcombank, TCB. Đối với Techcombank hơi yếu. Techcombank thì chưa thể tăng mạnh được. Techcombank chạm vùng đây, vùng 23.5 đến vùng 24 lại dội lại thôi. Cơ bản là Techcombank sẽ vẫn tích lũy tạo nền ở quanh vùng 22.5. 22.5 thôi. Cơ bản là như vậy thôi. Chưa có cái gì mới đối với cổ phiếu Techcombank. HD Bank thì đã hoàn thành mục tiêu chưa? HD Bank. Đối với HD Bank gần hoàn thành mục tiêu các anh chị. HD Bank thì chúng ta đã có đây những cái nhịp phân tích định lượng ở đây này, là vùng 25.5 đến vùng 26 này. Xong đó khi cổ phiếu này tăng lên thì Hùng tiếp tục khuyến nghị các anh chị là chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta mở mua ở vùng 26.5 thôi. Đó, và sau đó thì những nhịp đánh dẫn này không gãy ở đây vùng 27, và tiếp tục ở đây thì Hùng đã có những phân tích định lượng là HD Bank sẽ đi về vùng 28.5 đến vùng 29. Sau một cây nến đẩy xanh dài này thì gần như HD Bank đã hoàn thành cái mục tiêu của chúng ta phân tích, đó là mục tiêu target gần ở vùng 28.5 đến vùng 29. Phiên ngày thứ 6 thì suy sát chạm 29 nhưng mà không đạt được. Thế thì cái kịch bản hiện tại, một phần là các anh chị sẽ canh ở ra đấy, và một phần thì chúng ta sẽ chờ canh ra ở đây, thì khả năng là cũng chỉ maximum ở đây, thì nó cũng đỉnh cũ ở đây là gần đạt được vùng 29.8 nhưng mà Hùng đánh giá là 29.5. Đây là cái vùng mà chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt VBank ở trong cái nhịp, xin lỗi cả nhà, HD Bank ở trong cái nhịp này. Như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành một nhịp đầu tư của cổ phiếu HD Bank. Có thể bám xong nó lên không sao cả các anh chị, chúng ta tám lộc cho người sau, biết đủ là đủ.
VPBank. VPBank hẳn là các anh chị sẽ xem lại ở những cái bản tin đâu đó ở những cái vùng ngày 11.5. Hùng Lê có phân tích đánh giá là trong cái nhịp chỉnh giảm này thì gần như chỉ có nhà đầu tư nhỏ lẻ mua bán theo nhau thôi. Và Hùng đánh giá rằng là VPBank, cơ hội để hồi phục VPBank là còn rất là cao. Còn rất là cao khi VPBank chạm về đây, chạm về vùng 19 đến vùng 19.5 thì Hùng đã có những phân tích định lượng khi cổ phiếu có những nhịp vượt thoát và đây những nhịp chỉnh ở đây không gãy vùng 19.8 ở đây này. Thì Hùng Lê có đánh giá rằng VPBank sẽ đi về vùng giá 20 mấy đây ạ, 21.5. Vùng giá 21.5 và VPBank thì cũng đã gọi là đã hoàn thành mục tiêu của chúng ta, đó là vùng 21.5 đến vùng 22. Thì đối với những cái tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ VPBank thì chúng ta có thể bán căng lên một tí, tức là ví dụ vùng 22 chúng ta chốt khoảng 30%, đúng không ạ? Sang đến vùng 22.3 chúng ta chốt tiếp này. Đó, đến vùng này chúng ta chốt một nhát nữa này. Đó, ví dụ như vậy. Và đến vùng này thì chúng ta ra tối đa khoảng tầm 50% số chúng ta đang nắm này, và đến vùng 22 thì theo Hùng Lê thì chúng ta nên chốt nốt. Và chốt xong thì cổ phiếu chỉnh hoặc tăng thì nó cũng không quá quan trọng. Nếu chỉnh lại thì chúng ta sẽ tìm dò tìm những cái vùng định lượng ở đây để chúng ta tham gia, chúng ta mua lại các anh chị nhé. Đó, còn nếu mà cổ phiếu tăng thì thôi, chúng ta lại chờ chúng ta tìm những cái cơ hội khác, chúng ta không có gì phải lăn tăn cái việc đấy cả. HCM và SSI. HCM thì cũng chưa đạt về cơ bản, những cái sóng hồi ránh lình xình này thì nó cũng khá là khó bắt ở những cái điểm bắt đáy, bởi vì bắt đáy như này thì chúng ta sẽ mường tượng là chúng ta sẽ có thể cầm phải lưỡi dao đó. Và HCM thì HCM thì có thể chạm vào nhịp này thì mắc thì chạm lên được vùng 23 lại chỉnh tiếp, chưa đạt, cổ phiếu chứng khoán chưa đạt. SSI SSI thì trong kịch bản phân tích bản tin số 86 thì Hùng Lê đánh giá rằng ở đây là vùng 18 có thể có một cái nhịp hồi mắc chạm về đây, ở vùng 19 chạm về vùng 18.8 hoặc là vùng 19 và sau đó thì sẽ có một nhịp như thế nào trả lại ở vùng 18 và trả lại vùng 18. Nếu như tại vùng 18 này mà nó không tích lũy được, không gãy, tức là không giữ được thì SSI sẽ có một nhịp đạp về vùng 15. Tín hiệu hiện tại của SSI trong hai phiên kết tuần tạm ổn, tạm ổn và tạm đẹp. Tạm ổn và tạm đẹp ở trong một cái góc độ ngắn, và với kịch bản hiện tại như của SSI thì SSI sẽ có xu thế lấp lại ở vùng này. Khoảng vùng 18.5 nó sẽ đi đến đâu? 18.5 đến 18.6 anh chị, 18.6 đẹp thì ở vùng 18.6. Lấp lại đây. Thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu lấp ở đây để chúng ta xem. Và cái nhịp này mắc của SSI thì cũng chỉ là những cái nhịp đánh mang tính chất gọi là T cộng, chưa thể tăng mạnh được, nhóm chứng khoán chưa thể tăng mạnh được. 20.5 gặp về vùng 20.5 lại rồi và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tạo nền tại đây, anh chị nhé. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu Hòa Phát HPG, cũng là cái mã cổ phiếu cuối cùng trong cái danh mục mà chúng ta các cái nhóm ngành. Thì bản thân Hòa Phát, những anh chị mà theo team của Hùng Lê thì đã biết rồi, chúng ta phân tích từ đâu. Hòa Phát trong nhịp ở đây thì Hùng Lê, tại sao ở trong nhịp trước là Hùng Lê chỉ phân tích đến vùng 24.5 đúng không ạ? Và trong nhịp này sau khi chỉnh giảm ở đây thì Hùng Lê tiếp tục đưa target của Hòa Phát ở vùng 25.5 đến vùng 26. Và cái target này thì Hùng Lê đã đưa ra từ rất là sớm rồi anh chị nhé. Đến cái vùng này thì Hùng lại đánh giá rằng là về đến vùng này thì Hòa Phát lại sẽ xuất hiện một cái lực chốt lời nho nhỏ ở đây. Và những cái lực chốt lời này thì chúng ta sẽ xem thử là cổ phiếu nó sẽ rơi về đâu, để nó tích lũy. Và nó tích lũy có thành công hay không thì chúng ta lại phải chờ, đúng không ạ? Và với quan điểm của Hùng Lê thì vùng giá 25.5 đến vùng 26 ở đây, chúng ta sẽ canh, chúng ta chốt bớt một phần và chờ cổ phiếu chỉnh. Thì chỉnh về đâu thì bây giờ cái vùng 24.5 nó lại trở thành một cái vùng hỗ trợ. Đây, bây giờ nó lại trở thành một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu và chúng ta sẽ quan sát ở vùng 24.5 để chúng ta đánh giá rằng là ở vùng 24.5 này Hòa Phát sẽ phản ứng ở cái vùng này nó như thế nào.
Và về cơ bản thì Hùng cũng có đánh giá rằng ngành thép nói chung và cổ phiếu Hòa Phát nói riêng là một trong những mã cổ phiếu cực kỳ mạnh của năm 2020. Chính vì nó mạnh nên Hùng đã có những cái phân tích từ những cái thời điểm ở vùng giá 21 để đây gọi là những cái thời điểm tạo nền. Và đến cái thời điểm hiện tại thì chúng ta khẳng định là Hòa Phát đã tạo nền xong hay chưa? Thì Hùng đánh giá rằng là Hòa Phát sẽ cần thêm một nhịp nữa, chưa tạo nền xong. Hòa Phát chưa tạo nền xong. Muốn Hòa Phát đi vào sóng trung hạn thì cần thời gian, cần thêm thời gian, chưa xong đâu các anh chị. Và chính vì nó chưa xong nên là chúng ta cứ chạm kháng cự thì chúng ta bán, chạm hỗ trợ thì chúng ta mua. Và cho đến khi Mồng Lê có những cái phân tích định lượng đánh giá rằng Hòa Phát đã có những cái nhịp tạo nền xong thì lúc đó chúng ta sẽ mua và chúng ta sẽ nắm giữ. Ok. Như vậy là Hùng Lê đã vừa cùng với các anh chị chúng ta vừa mới điểm qua một vài các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành cổ phiếu đầu ngành để chúng ta có thể biết được những cái phân tích định lượng của chúng ta trong tuần vừa rồi nó như thế nào, đúng không ạ? Như thế nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái phần rất là quan trọng, đó là phân tích và định lượng về VN Index, về phái sinh và về HX Index. Thì chúng ta nhìn ra anh hàng xóm một tí, Dow Jones đang có những cái mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng, đúng không? Tổng thống Donald Trump, dưới thời tổng thống Donald Trump, chỉ số Dow Jones đã đạt đến một cái ngưỡng gọi là đỉnh cao của mọi thời đại. Và với một cái lực đi như thế này thì mốc 30.000 điểm của Dow Jones nó sẽ đến nơi thôi, nó sẽ gần thôi. Trước khi đi đến đây thì khả năng là sẽ rất là gần thôi. Nikkei 25 cũng đã có một nhịp tăng khá là tốt và đang có một nhịp break đỉnh ở đây, đúng không ạ? Hang Seng, ông Hang Seng đấy, người anh cả bên cạnh nhà mình cũng đã đang tiến về những cái mốc gọi là 30.000 điểm, và 30.000 điểm thì cũng gần như là đỉnh cao nhất của mọi thời đại của Hang Seng rồi. Ví dụ như vậy. Shanghai thì như nào? Shanghai thì đang hơi yếu một tí, ông em thì đang yếu một tí, nhưng không sao, khả năng sẽ có những nhịp test lại ở đây ở khoảng quanh 2008 và sau đó thì chỉ số này lại bật lại thôi. Đó, vậy thì nhìn tổng thể những người anh em hàng xóm của chúng ta thì đang rất là khỏe, sống đang rất là khỏe, vậy thì không có lý do gì nhà mình lại sống yếu, đúng không ạ? Và xét về yếu tố nội tại của thị trường thì Hùng đánh giá rằng VN Index của chúng ta đã có một tuần giao dịch rất là thành công. Thành công ở nhiều góc độ, khi mà VN Index của chúng ta không gãy ở vùng 965 điểm và đã đi về cái biên mục tiêu của chúng ta, đó là biên 975 điểm đến vùng 980 điểm. Như vậy rất là tuyệt vời. Tuy nhiên ở đây thì nó có một cái gap nho nhỏ ở đây, thì chúng ta sẽ có thể là khi về đến vùng 980 điểm hoặc là cao hơn một tí thì VN Index của chúng ta có thể có những cái nhịp test nhẹ ở đây. Nó sẽ có những cái nhịp test nhẹ ở đây. Thì vùng kháng cự tiếp theo của VN Index của chúng ta ở đây là vùng 990 điểm. Thì để về được vùng 990 điểm thì Hùng Lê đánh giá rằng là hơi khoai rồi đấy, bởi vì ở đây nó sẽ có ổ gà. Những cái ổ gà sẽ xuất hiện ở vùng 980 điểm đến vùng 990 điểm, và cái mục tiêu ngắn của Hùng Lê đặt ra, là VN Index của chúng ta có thể có những điểm lấp lại ở đây, lấp nhẹ thôi. Sẽ có những cái điểm lấp nhẹ ở đây và sau đó thì VN Index của chúng ta sẽ đi về vùng khoảng vùng 990 điểm. Sẽ có những cái điểm lấp nhẹ ở đây và sẽ đi về vùng 990 điểm. Vùng 990 điểm. Khả năng là ok, vùng 990 điểm. Tuy nhiên có một điều là trong tuần tới thì thị trường của chúng ta chỉ có giao dịch, các anh chị lưu ý là chúng ta chỉ có giao dịch có 3 phiên, hình như có 3 trên 5 phiên. Như vậy thì chúng ta sẽ có những định lượng này thì khả năng sẽ nó sẽ ra Tết và ăn Tết xong. Đó, và ở đây chúng ta lưu ý là trên vùng 980 điểm thì sẽ có những ổ gà, sẽ có những nhịp giảm sóc ở đây. Ở những cái nhịp giảm sóc này thì nó sẽ liên quan đến việc là nhóm ngành ngân hàng sẽ bị chốt. Các anh chị lưu ý, nhóm ngành ngân hàng, các mã cổ phiếu nào đang còn target thì chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu target. Những mã cổ phiếu nào đã đi về vùng kháng cự mạnh thì nhóm ngân hàng sẽ chỉnh ở đây. Và một câu hỏi đặt ra là khi các cái nhóm mã ngành ngân hàng của chúng ta chỉnh, đúng không ạ? Khi cổ phiếu ngành ngân hàng chỉnh thì ai sẽ là người thế chân ở cái vùng mới đó, thì tổng thể là Hùng đã có những cái đánh giá ở đây, ở trong team đó, trong team của chúng ta thì đang có những cái đánh giá như vậy. Còn đối với hợp đồng phái sinh
hợp đồng phá sinh thì phá sinh sẽ có những điểm test nhẹ lại ở đây, test nhẹ lại ở vùng 980 điểm. Đó, những cái điểm hiện tại là đã có một phiên test rồi, nhưng mà ông Lê đánh giá như vậy, và sau đó thì phá sinh sẽ tiếp tục về vùng đánh long về vùng đây là bao nhiêu, vùng 900 điểm các anh chị nhé. Và khi phá sinh về đến vùng 900 điểm thì coi như chúng ta cũng gọi là gần như là kết thúc một cái nhịp hình thành tạo đáy của phá sinh, nhịp hình thành tạo đáy của phá sinh. Và bản thân thì trong cái bản tin định lượng của ông Lê, đúng không ạ, trong cái bản tin định lượng của ông Lê thì ông Lê cũng đã có phân tích chủ đạo, cái chen của chủ đạo của phái sinh ở đây là chen long các anh chị nhé, tức là ở chiều mua đó thì cũng có những đánh giá đấy. Và đây là những cái bản tin mà trên team của ông Lê vào tối ngày thứ tư và tối ngày chủ nhật hàng tuần thì ông Lê có public lên, trên kênh Facebook đó, ông Lê có public trên kênh Facebook đấy, các anh chị có thể nhìn thấy đây những cái bản dưới những cái bản tin định lượng hàng tuần luôn có những cái diễn giải như thế này khá là chi tiết. Và nó không được chỉnh sửa, tức là viết lên như thế nào thì nó sẽ như thế đó. Chứ Hùng Lê không giống như những cái anh chị mà Hùng Lê biết có nhiều người, tức là viết lên xong đến lúc kịch bản nó sai thế là bắt đầu là một là sẽ xóa, hai là sẽ chỉnh sửa, và chúng ta không cần thiết phải làm những việc đó. Phân tích định lượng là những cái yếu tố trong tương lai và nó có đúng, nó có sai. Ok, đó là quan điểm. Còn những anh chị nào mà nhất trí ok với quan điểm đó của Hùng Lê thì chúng ta sẽ về đồng hành cùng với team của Hùng Lê. Ok, phần thứ ba thì Hùng sẽ điểm nhanh qua một số các cái mã cổ phiếu cơ bản của các anh chị nhé. Còn cổ phiếu khác thì nếu như mà các anh chị quan tâm mà chưa có phân tích thì các anh chị có thể comment lên trên dòng thời gian. Ok, cơ bản là bây giờ Hùng lại đang có một chút công việc nó hơi đột xuất, vì vậy nên là bản tin của ông Lê sẽ tạm dừng tại đây. Và tất cả những cái mã cổ phiếu các anh chị quan tâm, các cái danh mục cổ phiếu hàng tuần đây thì Hùng Lê sẽ cập nhật ở trên tin Zalo. Và các anh chị có quan tâm đến những mã cổ phiếu nào thì các anh chị có thể comment ở dưới dòng thời gian của bản tin, thì ở đây thì Hùng Lê cũng đã dành những cái thời gian để trả lời cho tất cả những anh chị em của chúng ta ở đây, đúng không ạ? Dưới dòng thời gian thì nó có dưới dòng thời gian của bản tin thì nó có những cái phần comment ở đây, thì các anh chị comment ở đây đánh giá đó. Ví dụ như là một anh có hỏi về Hùng DGV kép này đó, thì Hùng có phân tích cực kỳ chi tiết luôn đó, một cái phân tích chi tiết như thế này thì rõ ràng là phải Hùng Lê cũng đã phải dành rất nhiều thời gian để có thể cung cấp cho các anh chị, thì các anh chị có thể comment ở dưới này. Còn bây giờ Hùng Lê có một tí công việc nên là cơ bản là gần Tết rồi nên là nó sẽ khá là bận rộn. Thì đây là bản tin cuối cùng của năm cũ. Hùng Lê kính chúc toàn thể cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có một năm mới sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn, có một cái Tết thật là ấm no và hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng đồng hành, cùng chiến đấu một cái năm mới năm 2020 với nhiều những mã cổ phiếu hơn, nhiều những cái phân tích định lượng hơn và nhiều những cái giá trị hơn ở trên kênh của chúng ta, ở trên team của chúng ta. Và ông Lê mong muốn rằng cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ cố gắng chia sẻ những cái giá trị này đến với những anh chị em mà chưa biết đến kênh Chiến binh trên từng con sóng, chưa biết đến Hùng Lê. Và chúng ta sẽ rất là kỳ vọng một cái năm mới nó nhiều thành công hơn, và cũng kỳ vọng tất cả những anh chị của chúng ta sẽ về đồng hành cùng với Hùng Lê để cùng phát triển trên một cái chặng đường đầu tư. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cộng đồng nhà đầu tư, hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta trong một năm mới năm 2020 thành công rực rỡ. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.